Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Mặc dù là cái nôi của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng có thể nói rằng không phải lúc nào Bắc Mỹ cũng được xem là đối trọng tại các giải quốc tế. Thậm chí đôi lúc LCS còn được đánh giá ngang tầm với những VCS, PCS thời gian gần đây. Có thể nói rằng Bắc Mỹ đang dần đánh mất đi vị thế vốn có của mình qua từng năm. Bằng chứng là việc họ không có một lần nào góp mặt ở trận cuối cùng của một kỳ chung kết thế giới. Một thành tích nghèo nàn cho khu vực được coi là cái nôi của tựa game. Đến với chung kết thế giới 2022, bên cạnh những Evil Geniuses, Cloud9, thì A Hundred Thieves có thể khiến cho Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ vỗ ngực tự hào. Hay lại một kịch bản cũ khi tất cả niềm hy vọng của họ lại đổ dồn về cửa vân. Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu trong đường đến chung kết thế giới 2022. A Hundred Thieves. Hành trình đến chung kết thế giới. Mở đầu năm 2022, 100 tên cướp có được cho mình vị trí số 3 trong 6 đội bước vào playoff LCS mùa xuân với thành tích 12 thắng 6 thua. Toán cướp Bắc Mỹ liên tục giành lấy chiến thắng 3-0 trước Cloud9 và 3-2 trước Team Liquid để một mạch bước thẳng vào chung kết. Tại đây, ban cướp đã không may mắn bởi những thiên tài bất hảo. Evil Geniuses cũng mất chiến thắng chung cuộc. Danny, Jojo Pune cùng các đồng đội đại diện cho LCS đến với Hàn Quốc tham dự MSI và 100 tên cướp trở thành á quân. Hứa hẹn một nửa sau vô cùng bùng nổ. Quay trở lại vào kỳ LCS mùa hè, A Hundred Thieves dễ dàng lọt vào top 2 trong 8 đội mạnh nhất với tỷ lệ thắng áp đảo gần 90%, gồm 14 thắng 4 thua. Tại vòng playoff, họ đối đầu với Team Liquid và lặp lại chiến thắng 3-2. Băng cướp áo đen sau đó thất bại 0-3 trước Cloud9 và phải chuyển địa bàn xuống nhanh thua. Tại đây, họ đã thành công đòi lại món nợ trước Evil Geniuses với tỷ số 3-2, giành quyền vào trận chung kết tổng. Nhưng toán cướp một lần nữa không thể với tới mây xanh khi họ phơi áo 0-3 trước Cloud9, trở thành á quân của LCS và là hạt giống số 2 của Bắc Mỹ tham dự chung kết thế giới lần này. Lịch sử tham dự. 2018, A Hundred Thieves có lần đầu giành vé tham dự chung kết thế giới nhờ vào thành tích của họ tại LCS mùa xuân. Số điểm tích lũy được sau việc xếp hạng 2 đã may mắn giúp những tướng cướp vượt mặt các đội tuyển khác và trở thành hạt giống số 2. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vận may thôi là chưa đủ. Không có kinh nghiệm hay bất kỳ sự bùng nổ nào, A Hundred Thieves không thể làm nên chuyện khi được xếp vào chung bảng với hai đội tuyển top đầu thế giới thời điểm đó là Fnatic và Invictus Gaming. Với việc chỉ có thể chiến thắng đội tuyển đến từ vòng khởi động là G-Rex, 100 tên cướp đã không thể có được tấm vé để về top 8 khi mà khoảng cách giữa họ với Fnatic và IG là quá xa. Tuy nhiên, người hâm mộ Bắc Mỹ cũng có lý do không quá thất vọng khi đây là kỳ chung kết thế giới đầu tiên của A Hundred Thieves và đội tuyển của họ đã thi đấu đúng với mục tiêu ban đầu đề ra. 2021. Những năm sau đó, A Hundred Thieves tiếp tục phi vụ tìm kiếm tấm vé đi chung kết thế giới, nhưng mãi đến tận 2021 họ mới thành công. Tại chung kết LCS mùa hè, sau khi dễ dàng đè bẹp Team Liquid 3-0, A Hundred Thieves trở thành quán quân khu vực Bắc Mỹ và là hạt giống số 1 tham dự chung kết thế giới cùng năm. Tuy nhiên, hành trình của họ không khá khẩm hơn 2018 là bao khi phải nằm chung bảng với một T1, Quỷ Đỏ của LCK và một trong hai đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giàu thành tích bậc nhất Trung Quốc, EDG. Đội hình và chiến thuật của A Hundred Thieves cũng được cải thiện, nhưng tiếc rằng đối thủ của họ ở lần này thậm chí còn khó nhai hơn những gì mà họ từng đối đầu ở năm 2018. Tuy nhiên, những người hâm mộ Bắc Mỹ cũng được an ủi phần nào khi băng nhóm đã cướp thành công EDG một trận thắng và mở đường cho T1 của Faker có được vị trí nhất bảng ở ngày thi đấu cuối cùng. A Hundred Thieves dừng chân với hạng 3 bảng B cùng thành tích 3 thắng 3 thua. Key Player. Với meta hiện tại tập trung vào đường dưới, Key Player đầu tiên hẳn phải là FBI. Tuy chưa phải là một trong những tay súng top đầu LCS như Danny, Berserker, nhưng tuyển thủ 23 tuổi lại là chỗ vừa vô cùng uy tín cho toàn đội mỗi khi gặp khó khăn. Sở hữu kỹ năng đi đường tốt cộng với khả năng phối hợp ăn ý cùng những đồng đội đã khiến cho anh trở thành một trong những người nổ sát thương lớn nhất trong đội hình. Tỷ lệ chọn vào thắng trên một con tướng của FBI chưa thực sự cao, khi Zeri có tỷ lệ pick cao nhất chỉ là 28,57% và cũng chỉ có 40% tỷ lệ thắng, tức là 4 trên 10 trận thắng. Lý do cho điều này là vì FBI có sự lựa chọn dàn trải, ưu tiên các vị tướng để cao khả năng phối hợp như Varus, Zeri hay Sivir. Bên cạnh FBI thì A Hundred Thieves cũng có một carry vô cùng uy tín, đó là Abed Dagger, khu vực đường giữa, anh cùng Closer tạo nên cặp mid rừng nguy hiểm bậc nhất Bắc Mỹ với combo Ryze, Lee Sin trữ danh. Với vai trò quan trọng của khu vực đường giữa trong những năm gần đây, bộ đôi này sẽ là xương sống trong lối chơi của 100 tên cướp và phần trăm chiến thắng sẽ tùy thuộc vào phong độ của cặp đôi song sát. Với đội hình và lối chơi hiện tại, phải nói rằng Closer như là một người chơi hỗ trợ thứ hai của toán cướp khi tỷ lệ tham gia hạ gục của anh là đến 79% ngay kỳ LCS năm nay. Ngoài con bài tủ thầy Tu Mù, Closer có thể lựa chọn giữa các vị tướng như Javan, Trundle hay Poppy
để gia tăng khả năng gang gland, hỗ trợ khống chế cũng như kiểm soát và chiếm mục tiêu trong trận đấu. Tuy chưa có một phong độ thật bùng nổ như Abe Dagger, nhưng Closer sẽ luôn làm tròn vai của mình để phục vụ cho lối chơi của toàn đội. Cuối cùng là Sunday, top laner kỳ cựu của băng cướp Bắc Mỹ. Khả năng linh hoạt giữa đấu sĩ và tanker khiến cho tuyển thủ người Hàn không những trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ đồng đội mà cũng góp phần hỗ trợ lối chơi. Với các vị tướng như Atrox, Renekton hay On, Sunday sẽ chứng tỏ được sự lì lợm cũng như độ khó chịu của mình tại khu vực đường trên. Dự đoán thành tích: 100 tên cướp xếp vào bảng đấu với Genji, CTBC và khả năng cao là Royal Never Give Up đến từ khu vực LPL. Chắc chắn cuộc chơi sẽ thuộc về hai ông lớn Trung Hàn và sẽ rất khó cho những 100 Thieves hay CTBC tạo nên điều kỳ diệu của bảng D. Nếu xét về trình độ cá nhân thì có lẽ áo quần LCS chỉ được xếp chung mâm với Flying Oyster. Thậm chí, việc có được chiến thắng trước nhà vô địch PCS còn là một điều xa xỉ với 100 tên cướp. Bay hầu bay có thể là một làn gió mới của PCS, nhưng họ sẽ không dễ dàng làm lung lay được toán cướp đến từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, 100 Thieves cũng có thể sắm vai những kẻ ngáng đường vĩ đại, khi mà trước đó ở chung kết thế giới 2021, họ từng có pha gạt giò kinh điển trước EDG. Do đó, sẽ thật hoang đường nếu nói rằng Bắc Mỹ sẽ thoát khỏi tình cảnh last hope như những kỳ chung kết thế giới trước, và cũng sẽ thật bùng nổ nếu như những trận thắng bất ngờ tại ngày 2021 được 100 Thieves lặp lại. Do đó, các đối thủ của họ cần phải có sự tập trung cao độ nếu không muốn phải trượt chân đầy đau điểm như những gì đã xảy ra với EDG. Quả thật, chặng đường phía trước tại chung kết thế giới đầy rẫy những chông gai dành cho toán cướp khi họ phải đối mặt với không chỉ những gã tay to mặt lớn từ Đại Hàn mà còn với cả một tân binh đầy mới lạ và chưa được bất ngờ như Flying Oyster. Nhưng không vì vậy mà họ sẽ dễ dàng nản chí để rồi buông bỏ như những phi vụ của các năm trước. Chúc cho bằng tướng cướp sẽ có một tinh thần và phong độ thật vững vàng để mang lại những trận đấu mãn nhãn và cảm xúc ở kỳ chung kết thế giới năm nay. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cẩm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.